được được không sao, tốt tự nhiên, nó phải để tự nhiên rồi. Vâng đấy, gia đình Nhật Tuyết đúng không, vẫy tay chào này đấy. À anh Tuyết, anh Tuyết, vâng trời. À có cả anh và Tuyết, hai chị em sinh đôi à? Úi giời ơi nhà. Anh Hoàng chỉ là cái tên thôi. Hoàng chỉ là cái tên thôi. Rồi. Đứng lên nha mọi người. Các bạn đã sẵn sàng cái đảo chưa? Mấy tay chào nhau nào. Chào nhau này. Trời đẹp quá, xanh quá, trong quá. Mạnh lên, mạnh lên. Mất khoảng 10 cho tới 15 phút thì chúng tôi sẽ tới điểm tham quan đầu tiên, đó chính là bãi tranh. Cano chúng tôi đang thẳng hướng bãi tranh. Chúng tôi đã tới điểm tham quan đầu tiên, đó chính là bãi tranh. Đây các bạn có thể thấy đây, dường như là chúng tôi là những người đầu tiên của khu vực bãi này. Đã, đang quay đây. Được rồi, cầm tay nhau nào, mãi bên nhau bạn nhá. Rồi, toàn trai 6 múi thôi. Dạ, yeah, hello. Dạ yeah. Rồi hai bé khỏe re luôn, hai bé sinh đôi nữa, giống nhau nhỉ? Dạ. Rồi. Welcome to bãi tranh. Đây là khu vực bãi sỏi của bãi tranh. Chúng tôi chọn bên này bởi vì bên này có những hàng dừa rất mát. Và tí chúng tôi sẽ chụp sấp ở dưới cái bãi sỏi này. Đây. Đó, hàng dừa rất chi là mát nhá. Ở đây ạ, mời gia đình nhà mình vào đây ạ. Cứ cái lều nó mát sạch sẽ thì mình vào ạ. Vâng, đấy. Ok. Rồi. Giờ vào nghỉ ngơi ạ. Dạ vâng. Không hề say nhỉ, không hề say nhỉ, rất khỏe luôn. Cười cái nào, cười cái nào. Cười nào. Ê. Ôi giời ơi. Thank you.
mình ơi. Yếu thế, to vào mới ăn cơm được nhiều. Nhà mình ơi. 2, 3 mình tạm biệt bãi tranh nhá. 1, 2, 3 tạm biệt bãi tranh. Rồi, ok. Rồi đã tới điểm đến thứ hai này, mình đây khu vực là làng chài nhá. Tại đây nuôi trồng rất nhiều loại thủy hải sản. Rồi bây giờ thì mình để đồ tại chỗ ạ. Để đồ tại chỗ ạ. Để đồ đây hả anh? Dạ đúng rồi. Rồi di chuyển lên ạ. Anh chị ơi, tiền vàng này cầm lên nhá. Đây ạ, di chuyển hết lên đây ạ. Dạ rồi. Chào làng chài nhá. Xin chào làng chài. Vâng, tham quan tôm, tham quan cá. Những cái con ở đây là không có trong thực đơn trong đoàn nhá. Dạ. Đây này. Con cá mú này. Con cá mập này. Anh ơi, xua xua cho nó dậy đi. Siêu to khổng lồ nhá. Ôi, dậy đi, dậy đi, dậy đi. Dậy nào, khách đến tham quan dậy nào. Đây là con cá mập nhá. Cá mập, to thế. Cá mập thật hả anh? Cá mập thật. Cá mập á? Cái này có ăn không hay để xem. Con này ăn con nhỏ bên kia. Có ăn, họ bán. Con to là 20 triệu, con bé là cân. Một cân là 1 triệu rưỡi. Đây ạ. Cá này là cá mập à? Cá mập. Đây mập nhỏ bên này. Ăn cá mú đi. Đây mập nhỏ bên này, mập nhỏ bên này. Đây mập nhỏ bên này, mú nhỏ bên này. Cái cá mú này Trung Quốc người ta ăn rồi. Chúng mình ăn nhiều rồi, mình đây ăn ạ. Nhiều rồi. Đây cá mú mình hay ăn, mình ăn hết nhắn này. Anh ơi, cái cá mà nó cứ lẫn lên nó chẳng có cá mớp. Cứ chuyển vào đây xem đi chú ơi. Cá này là cá mớp. Cũng là mú ăn. Di chuyển đâu chơi xem. Nhà mình có ai muốn ngồi cái này không ạ? Đây là thuyền thúng nhá. Đây là thuyền thúng nhá. Cô muốn ngồi thử không cô? Cô ngồi thử vào trong bờ không? Ngồi cho biết cảm giác đó, ngồi một tiền một người đấy, 20 trả người ta, 20 chục trả vào bờ đi cho biết. Ngồi đi ngồi đây là chúng tôi nó sau người ta sẽ gọi cá bò, thấy nó giống cái gì? Cá bò hòm. Tôm hùm đây ạ, à. Đây tôm hùm đây. Đấy. Tôm hùm tre nhá. Tôm mình nó không to được nữa nhá. À, tôm hùm thì nhưng mà tôm này. Sau khi tham quan những loại hải sản tươi sống thì chúng tôi tiếp tục di chuyển qua khu vực ăn uống bằng cao tốc chạy bằng cơm. Rồi nhà mình ơi, nhà mình di chuyển ra đây ạ. Đi một hàng nhá, đi một hàng thôi ạ. Di chuyển ra đây ạ. Di chuyển ra đi anh chị ơi. Di chuyển ra đây ạ, đúng rồi, từng người lên một nhá. Từng người lên một nhá, lần lượt nhá. Đấy. Có ai muốn thử sức kéo không ạ? Không ạ. Rồi, để cập bến bắt đầu mình di chuyển lên ạ. Hồi xưa Ngọc Trinh là chỉ kéo xe hơi thôi. Còn anh này kéo cả đại dương. Rồi, di chuyển lên anh chị ơi. Bước rất khoát, bước rất khoát. Rồi, bước rất khoát. Đây ạ. Bước rất khoát cô ơi. Bước rất khoát, đúng rồi. Bước rất khoát đây. Bước rất khoát, vâng, bước rất khoát đây. À, rồi. Rồi, mình di chuyển vào khu vực điểm ăn uống. Hồi xưa là sẽ ăn ở ngoài này. Hồi xưa là sẽ ăn ở ngoài này. Nhưng mà tùy từng đoàn mà có trẻ nhỏ thì bên em sẽ linh động và di chuyển vào những cái khu vực bên trong bên kia để ăn cho nó yên tĩnh, không sóng, không gió. Tức là vẫn là bè, vẫn là làng chài. Nhưng mà mình ngồi xuống giúp em ạ, ngồi xuống giúp em ạ, ngồi xuống đi, ngồi xuống ạ. Trong xe. Dạ. Chia đều ngồi. Đúng rồi. Bên đây ngồi lệch này. Dạ, ngồi xuống đi. Bên kia hơi nhiều nặng tí đấy. Trước đoàn mình có nhiều ông nhỏ mà ngồi ở những cái bè như kia, sóng nó đi qua phát là nó tròng cành, là dễ bị say. Ở đâu cũng có rác ạ. Cơ bản là họ có dọn hay không ạ. Tất cả các resort cũng vậy, đều có rác hết nhưng họ phải thuê người dọn. Đấy. Rất nhiều loại cảm giác đấy. Đi bình thường nhá, không nhún nhảy nhá. Chú ơi lên. Không nhún nhảy, không lắc lư nhá. Đây là lên đây mà nhảy đích cô là dạ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không cô đẩy, không lắc lư. Đi đấy. Đấy. Chưa? Không lắc lư nhá. Mà không lắc lư mà mình lắc lư thế nào vậy chạy? Dạ. Dạ cái cầu nó không lắc lư mà do là mình lắc lư rồi đó chị. Mọi người đi từ đâu? Đấy, mình vào cho mình ăn thì nó sẽ yên tĩnh là cái nhất, cái thứ hai là nó không bị say sóng.
Rồi, mình uống bia gì thì báo bè họ lấy nhà mình nhá. Bia, coca, nước ngọt gì thì báo nhá. Đấy, lịch sự giỏi. Đấy, cái view này này, view này là view triệu đô này. Đấy. Nhìn cam của em này. Rồi, nhà mình ơi. Bia đâu, bia đâu? Ok, chúc nhà mình ngon miệng nhá. Cảm ơn anh. Rồi, phía ngoài này quay qua đây nhìn đây cười cái nào. Rồi, ok, ai cũng có mặt nhá. Rồi, chúc nhà mình ngon miệng ạ. Vâng, cảm ơn anh. Nay đi chỉ phát cảnh thôi. Dạ. Anh là Sơn, anh là Sơn, Sơn ảnh. Em là chuyên quay. Rồi, ok. Rồi, mình tạm biệt Làng Trà, mình di chuyển lên cano và mình sang cái điểm đảo cuối cùng, nó chính là Hòn Tăm. Xăng rồi, mới xăng rồi. Rồi, mình di chuyển lên cano nhá, mình chuẩn bị tạm biệt Làng Trà nhá. Mình tới điểm đảo thứ ba và là điểm đảo đẹp nhất đó, đó chính là resort Hòn Tăm nhá. Bye bye em nhá. Rồi nha mấy ơi. 2 3 tạm biệt Làng Chài nhá. 1 2 3. Tạm biệt Làng Chài. Tạm biệt Làng Chài này. Tạm biệt Làng Chài này. Rồi ok nha. Rồi ok. Phía đối diện các bạn đó chính là cầu gỗ, cây cầu sống ảo đẹp nhất mạng xã hội, cầu gỗ của khu vực resort đảo Hòn Tăm. Bây giờ chúng tôi sẽ vào đây nhận vé và tiếp tục di chuyển lên khu vực tắm bùn, tắm khoáng, tắm hồ bơi. Rất khoát, bước rất khoát nha. Bước rất khoát nha. Bước lên, chân dài bước lên. Thấy không? Chị thấy đôi dép của em có đi có sướng không? Cảm ơn, thank you. Rồi, ok. Chiều gặp lại bác Tài nhá. Con nắm nắm. Giờ tay thử nắm. Rồi mọi người ơi, giờ đang vắng á. Mình đứng mình chụp hình ở đây luôn cái cầu này. Cold inside. Tore my mind, stole my peace. I prayed for ease but feared that my days were over. That emptiness is hard to pass. To fill that gap, you need to open up. All your days are over.
rồi, mọi người lưu ý giúp em nhé. Ở đây vé này là vé vào cổng, sẽ có hai liên như thế này đấy. Thì vào cổng bảo vệ người ta sẽ kiểm tra, thì người ta sẽ lấy một liên, còn một liên lại á mình nhớ giữ để phòng trường hợp ra vào nhé. Kia rồi, bây giờ di chuyển thẳng vào trong luôn ạ. Qua cổng bảo vệ họ sẽ xé vé nhá. À, nhà mình thông cảm nhá, là một đoàn chỉ được một FOC thôi, cho nên là bạn Sơn sẽ lên hỗ trợ nhà mình nhá. Và bạn Sơn đã kiêm nhiếp ảnh và kiêm máy quay luôn nhá. Rồi ok. Di chuyển qua trong ạ. Thấy chủ nào vào cùng với bà nào. Dạ rồi, di chuyển. Cái gì không cần thiết thì trả lại đây. Lại lên đó gửi đi có tủ rồi. Anh ơi, ấy nói một lần thôi. Chóng mặt. Quay chụp làm tạo dáng làm gì chị? Đây đây đây, di chuyển qua đây ạ. Nóng không ạ? Nóng thì chạy đi chị. Thì sáng giờ mọi người chơi nó sạch rồi, bây giờ chơi bẩn tới thiệt buồn. Ngược lên. Nào, tôi chụp ảnh cho anh nha, đang quay ạ. Quay ạ. Dạ. Ý thấy hết rồi nhá. Hàng họ này. Nửa nước lên cao nhớ bê lên. Em đang quay ạ, chứ không phải chụp đâu. Quay. Tí thoải mái, không vấn đề đâu. Đấy là tí thoải mái, được tí mặt em mà được. Rồi. Đấy, ok. Rồi, ok, xong rồi á. Được rồi. Cái này góc rộng mà. Chơi thoải mái đi ạ. Điện thoại nó chống nước không chị? À, em đang tính suối chị nhúng nước thử xem có chống nước không chứ. Rồi, di chuyển đi. Đúng rồi, di chuyển qua, bước qua. Dạ, nhà nào có trẻ nhỏ di chuyển thẳng xuống dưới cùng luôn. Bước qua đi chị ạ, bước qua bình thường. À. Dạ. Anh đu bay về. Anh đu bay về hả? Ừ, đó đi. Người rồi. Ơi ra đây mình ơi. Hôm nay đi chơi Hoàn Tầm có vui không? Vui. 2 3 mình tạm biệt Hoàn Tầm nhá. 1 2 3. Tạm biệt Hoàn Tầm. Rồi ok. Lúc này là đã vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày. Thì cano chúng tôi kết thúc điểm xong cuối cùng đó chính là Hoàn Tầm. Và bây giờ chúng tôi về lại cảng Nha Trang kết thúc hành trình. Hôm nay là một ngày trời nắng khá là đẹp. Vâng, các bạn muốn đặt tour liên hệ tour thì hãy vui lòng liên hệ số điện thoại 0902 000 587 để được tư vấn và hỗ trợ những dịch vụ tốt nhất tại Nha Trang. Cảm ơn các bạn nhiều.